Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quyên. Con kính thưa quý sư ạ. Dạ, con có thắc mắc này, kính mong quý sư giải đáp giúp con với ạ. Câu hỏi của con là, người khuyết tật có khiếm khuyết trên thân thể thì có khả năng chứng ngộ thánh đạo A-la-hán, thánh quả A-la-hán ngay trong kiếp sống đó không ạ? Dạ, nếu câu trả lời là có thì quý sư có thể cho con xin bài kinh về người khuyết tật có khiếm khuyết trên thân thể mà vẫn có khả năng chứng ngộ đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp sống đó không ạ? Con chân thành cảm ơn quý sư ạ. Người khuyết tật thì nếu mà là một cái người khuyết tật mà không phải là do bẩm sinh ý, mà do một cái tai nạn nào đấy thì không vấn đề gì, vẫn tu tập được, vẫn chứng đắc đạo quả được. Còn có một số người khuyết tật mà là do bẩm sinh, mà là cái người này là do cái quả của nghiệp khiến cho khi đi cái tâm tục sinh của họ ấy tái sinh bằng cái tâm thiện quả vô nhân, tức là bị ấy tâm thiện thọ xả quả vô nhân, tức là tâm quan sát. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì cái người đấy, vì cái tâm quan sát nó chỉ có 11 tâm hoặc là 12 tâm nếu như nó có hỷ, thì cái số lượng tâm nó rất là ít. Nó sẽ khi nó vào bào thai, nó sẽ làm cho cái bào thai đó bị thiếu mất một trong 6 căn. Ví dụ như bị đó bị mù, bị điếc, bị ngọng, bị câm, bị liệt, bị tâm thần. Thì khi sinh ra mà là một cái người dị tật bẩm sinh như vậy thì thường thường họ là những cái người vô nhân, và cái người vô nhân thì không thể tu chứng đắc thần thông đạo quả được, cho nên là Đức Phật không cho người vô nhân xuất ra, nên người đấy không được xuất ra. Còn như những cái người mà bị dị tật mà là do cái tai nạn gì đó thì vẫn tu tập chứng đắc đạo quả được. Ví dụ như là trong những cái câu chuyện của các bậc trưởng não, tức là các cái vị tỳ kheo tu tập ở trong rừng chẳng hạn, có những vị bị con cọp nó bắt ấy, nó ăn từ trên chân ăn lên đến đầu, mà trong khi nó ăn đấy vị ấy vẫn thực hành thiền quán, khi nó ăn lên đến ngực là vị nó chứng A La Hán. Thì cái này ở trong các cái sách chú giải thì vẫn có nói. Hay là có vị tỳ kheo đang tu ở trong rừng có nhóm cướp đến và muốn giết vị này, là do vị này khi chưa là triệu phú, nhà có hai anh em, vị ấy đi xuất gia nhường hết tài sản lại cho người em. Nhưng mà cái người vợ của người em ấy nghĩ rằng cái ông anh cha chồng này, ông đi tu không biết ông có chịu tu không, hay một lúc nào đó ông lại trở về thì mình lại phải trả tài sản cho ông ấy chi bằng thuê người giết ông đi. Thì cái đám cướp này vào nói rõ nguyên nhân như thế, thì vị tỳ kheo này nói xin cho tôi sống một đêm nay thôi, nhưng mà đám cướp này không đồng ý và những ngày trốn mất. Thì vị đó dùng cái hòn đá đập vỡ chân mình để mình không biết rằng là mình không đi đâu được, để chỉ xin sống thêm một đêm. Thì và trong đêm đấy vị đấy tu chứng A La Hán. Thì trong cái cảm giác đau đớn như vậy, vị đấy vẫn quán được, vẫn thực hành thiền quán, do vị đó đã thực hành thiện xảo từ trước rồi. Đến cái giờ đấy nó kinh cảm hơn, quyết liệt hơn, tu tập cao độ hơn, và vị đó vẫn tu chứng được. Thì đấy là những cái người khuyết tật khi gặp những cái tai nạn ở hiện tại thì có nói, chứ còn không có nói đến cái người nào mà khuyết tật bẩm sinh mà có chứng được A La Hán thì không có nói đến. Nhưng mà một cái người khuyết tật do một cái tai nạn rủi ro nào đấy thì không sao, thì vẫn tu tập được.